Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa đại diện đảng, chính quyền địa phương các cấp, Ban trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo xã Cửa Dương, quý vị quan khách và chư quý vị đồng đạo, hôm nay trong bầu không khí trang nghiêm của buổi lễ thuyết giảng giáo lý, tôi được sự phân công của ban tổ chức để điều hành nội dung chương trình. Trước tiên tôi xin thay mặt ban tổ chức chân thành kính chúc đến toàn thể quý vị lời chúc sức khỏe, lời chào mừng kính cẩn, lời chúc phúc an lành tốt đẹp nhất. Kính thưa quý vị kính mến, chương trình Hoằng Pháp Lợi Sinh là điều trọng tâm của đạo, nên việc thuyết giảng giáo lý là điều rất cần thiết giúp cho đồng đạo chúng ta được gieo duyên lành ngày càng sâu sắc trong Phật Pháp và hiểu rõ thêm giáo lý mà Đức Tôn Sư đã dày công hoằng hóa. Rung trung lành bằng muôn tiếng kệ, gọi hồn người hành thiện tri kinh. Hôm nay tại Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo xã Cửa Dương tổ chức buổi thuyết giảng, chúng tôi đã nhận thấy chương trình giờ đây đã bắt đầu. Thay mặt ban tổ chức, tôi xin thông qua nội dung chương trình thuyết giảng gồm có những tiết mục sau. Chương trình gồm có 3 phần. Một phần nghi thức gồm có tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự đại biểu, nghi thức tôn giáo, kính lễ Đức Phật, kính lễ Đức Huỳnh Giáo Chủ. Về phần nội dung gồm có đọc diễn văn khai mạc buổi lễ thuyết giảng, đọc bài sứ mạng của Đức Huỳnh Giáo Chủ, đọc lời phiên bổn đạo tức 8 điều răn cấm, đọc một đoạn sấm giảng thi văn giáo lý của Đức Huỳnh Giáo Chủ, thuyết giảng giáo lý Phật giáo Hòa Hảo do giáo lý viên Trung ương đảm trách. Phần thứ ba là phần bế mạc, đáp từ của ban tổ chức, nghi thức bế mạc, mời quan khách và đồng đạo tự tiện. Đó là chương trình của buổi lễ thuyết giảng hôm nay. Để đi vào nội dung của buổi thuyết giảng, một về phần nghi thức, tuyên bố lý do. Kính thưa quý vị kính mến, thực hiện theo lời dạy của Đức Tôn Sư, nên cố gắng trao thân dình đạo, hiệp cùng nhau truyền bá kinh lành, làm cho đời hiểu rõ thinh danh công đức Phật từ bi vô lượng. Và câu nên bổn phận chúng ta phải noi theo trí đức của tiền nhân, hầu làm cho trí tuệ mình minh mẫn đặng đi đến con đường giải thoát, dẫn dắt dùm kẻ xa cơ, và nhất là phải tiếp tục khai thông nền đạo đức, đặng cái tinh thần từ bi bác ái được gieo rải khắp nơi nơi trong bá tánh. Như thế chẳng phụ công trình vĩ đại của Đức Phật và của tiền nhân để lại, và không đắc tội với kẻ đời sao vậy? Căn cứ chương trình hoạt động đạo sự của Ban trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo, căn cứ bản đăng ký chương trình hoạt động đạo sự hàng năm của Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo xã Cửa Dương, được sự chấp thuận của chính quyền địa phương, đồng thời được Ban trị sự Trung ương phân công giáo lý viên Phan Chí Tâm đến thuyết giảng, nhằm đáp ứng nhu cầu tín ngưỡng của tín đồ để hiểu biết thêm giáo lý cao siêu của Thầy Tổ. Sau thời gian chuẩn bị tích cực, hôm nay vào lúc 7 giờ ngày 18 tháng 10 âm lịch, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo xã Cửa Dương long trọng tổ chức buổi lễ thuyết giảng. Đây là mục đích nhu cầu cũng là lý do của buổi lễ thuyết giảng hôm nay, đề nghị quan nghênh chung. Giới thiệu thành phần tham dự buổi lễ hôm nay. Về phía đại diện đảng chính quyền, có ông Trung tá Bùi Văn Trí, trưởng công an thành phố Phú Quốc, nhưng vì lý do là đến dự rồi có chúc mừng cho ban trị sự rồi đi công việc, cho nên là không có mặt tại đây. Về phía ban trị sự Giáo hội Trung ương Phật giáo Hòa Hảo, chúng tôi xin trân trọng và giới thiệu ông giáo lý viên Phan Chí Tâm, thành viên của Ban trị sự Trung ương Phật giáo Hòa Hảo.
Về phía ban trị sự tôn Phật giáo Hoàng Hảo xã Cửa Dương, chúng tôi xin trân trọng và giới thiệu ông Tiền Bá Hiệp, trưởng ban trị sự giáo hội Phật giáo Hoàng Hảo xã Cửa Dương, kiêm trưởng ban tổ chức buổi lễ thuyết giảng. Về phần ban trị sự giáo hội Phật giáo Hoàng Hảo xã Phường Bạn, chúng tôi xin trân trọng và giới thiệu ông Trần Quốc Ngữ, trưởng ban trị sự giáo hội Phật giáo Hoàng Hảo xã Gành Dầu, cùng đoàn đồng đạo đi theo. Chúng tôi xin trân trọng và giới thiệu ông Trương Ngọc Thơ, trưởng ban trị sự giáo hội Phật giáo Hoàng Hảo phường Dương Đông, cùng đồng đạo. Chúng tôi xin trân trọng và giới thiệu ông Mai Văn Ti, thành viên ban trị sự giáo hội Phật giáo Hoàng Hảo phường An Thới, cùng đồng đạo. Tiếp theo đây là đến phần nghi thức tôn giáo. Xin trân trọng kính mời toàn thể chư quý vị đồng đạo đứng lên trang nghiêm hướng về lễ đài để làm lễ nghi thức tôn giáo. Mời chư quý vị đồng đạo hướng tâm về Hồng Ân Tam Bảo, kính lễ Đức Phật, kính. Thôi, mời chư quý vị đồng đạo hướng tâm về Đức Thầy, kính lễ, kính. Thưa xong, mời toàn thể chư quý vị an tọa. Để đi vào nội dung chương trình buổi lễ thuyết giảng hôm nay, tiếp theo chương trình là đến phần đọc diễn văn khai mạc chào mừng buổi lễ thuyết giảng. Về phần này, chúng tôi xin trân trọng và giới thiệu ông Tiền Bá Hiệp, trưởng ban trị sự giáo hội Phật giáo Hoàng Hảo xã Cửa Dương, kiêm trưởng ban tổ chức buổi lễ thuyết giảng. Một lần nữa xin trân trọng kính mời ông lên diễn đàn. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa các cấp chính quyền, kính thưa giáo lý viên Phan Chí Tâm và kính thưa các ban trị sự đạo bạn, kính thưa quý vị đồng bào kính mến. Hôm nay trong bầu không khí trang nghiêm, ấm áp, vui tươi, pha lẫn niềm hoan hỷ, trên tinh thần thương yêu lẫn nhau như con một cha, dìu dắt nhau vào con đường đạo đức, tôi xin thay mặt ban tổ chức buổi lễ thuyết giảng chân thành gửi đến toàn thể quý vị lời chào mừng đoàn kết, lời vấn an sức khỏe và lời chúc phúc tốt đẹp nhất. Kính thưa quý vị kính mến, kể từ buổi đầu khai sáng đạo Phật giáo ảo, một nền đạo dị nhân kế sinh được Đức Giáo Chủ khai sáng, kế thừa giáo lý vô vi chân truyền của Phật Tổ làm nòng cốt và chọn lọc những nét đặc sắc tín ngưỡng tôn giáo chân chính khác nhau, hình thành một giáo thuyết mới rất phù hợp các giới tu hành trong thời đại. Trong Tam Bảo, Pháp Bảo là phương pháp phổ truyền cứu khổ chúng sanh với lòng từ chứa trang rộng lớn, lòng bi thể hải bao la. Đức Giáo Chủ lâm phàm tạo lập một đài gương an lạc tại thế gian, làm phát khai sức sống hướng thiện của một tín đồ. Ngài giảng dạy đạo lý
truyền đạo rõ ràng dễ hiểu, không bằng tiếng Phạn, tiếng Hoa, mà bằng tiếng mẹ thân yêu, với tinh thần từ bi chí nguyện, song thiền giác rước đưa sanh chúng, cảm tỉnh người mê về cõi ngộ, giải gân kẻ tục vượt nê hà. Đồng đạo chúng ta hưởng được ánh quyền quang soi gọi của Đức Tôn Sư, được sự truyền thừa giáo lý học Phật tu nhân, ngài dạy hành đạo trở về cội nguồn chân hạnh phúc thành thiện và được giải thoát, nên mỗi tín đồ ai ai cũng cố có bổn phận là phải tiếp tục khai thông nền đạo đức, đặng cái tinh thần từ bi bác ái được gieo gãi khắp nơi nơi. Bá tánh, ban trị sự trung ương hiện nay thực hiện theo lời dạy của Đức Thầy, hiệp sức tớ thầy truyền đạo, truyền diệu pháp cho đời thấu tỏ đạo ma ha. Chương trình hoằng pháp lợi sinh đúng với hiến chương giáo hội, chúng ta rất vui mừng tổ chức buổi lễ thuyết giảng trong tinh thần đoàn kết hảo hòa, kỳ vọng tiềm năng cho sự phát triển giáo hội trong giai đoạn mới đem lại lợi ích thiết thực cho toàn thể chúng sanh. Đó, tu học sống tốt đời và đẹp đạo, thay mặt ban tổ chức xin long trọng tuyên bố khai mạc buổi lễ thuyết giảng giáo lý Phật giáo Hòa Hảo hôm nay. Kính chúc quý quan khách và chư quý đồng đạo dồi dào sức khỏe, hạnh phúc, trí huệ, an lạc và thành tựu phận sự. Xin chân thành cảm ơn. Nam mô A Di Đà Phật. Xin thay mặt ban tổ chức, chúng tôi xin chân thành cảm ơn ông Tiền Bá Hiệp đã đọc bài diễn văn khai mạc để chúc mừng buổi thuyết giảng hôm nay. Một lần nữa xin trân trọng cảm ơn. Tiếp theo chương trình là đọc bài thay lời tựa của Đức Thầy do chính tay ngài viết tại Bạc Liêu ngày 18 tháng 5 năm Nhâm Ngũ 1942. Đại ý ngài cho biết tiền thân của Đức Tôn Sư chẳng quản thân giúp thế cứu dân, dòng thân dị quốc, cùng sự tu hành liễu đạo với lòng từ bi bác ái chứa chan, Đức Thầy đã lâm phàm ra tay tế độ, định ngôi phân thứ, gây cuộc hòa bình cho vạn quốc chư bang, đưa nhân loại đi vào dòng hạnh phúc. Về phần này, chúng tôi xin trân trọng và giới thiệu ông đồng đạo Võ Văn Hiền, thành viên ban tổ chức, lên diễn đàn thành lòng đọc lại bài sứ mạng của Đức Thầy. Xin trân trọng kính mời ông. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật và Nam mô A Di Đà Phật và lễ kính Đức Phật, Đức Thầy. Ngày 18 tháng 5 năm Kỷ Mão, vì thời cơ đã đến, Lý Thiên Định hoạch định cuộc nguy cơ thảm họa sắp tràn lan. Ta đây tuy không thể đem phép huệ linh mà cứu an tai họa chiến tranh tàn khốc,
do loài người tàn bạo gây nên. Nhưng mà thử nghĩ, sinh trong dòng đất Việt Nam này, trải qua bao kiếp trong địa cầu lăn lộn mấy khoen, tùy cơ pháp chuyển kiếp luân hồi ở nơi hải ngoại để thu thập những điều đạo học kinh nghiệm quyền thâm, lòng mê si đã diệt, sự dĩ kỷ đã tan, mà kể lại nguồn gốc phát sinh trải bao đời giúp nước vua dân, cũng điều mãi sinh cư nơi đất Việt. Những tiền kiếp dù sống cũng là dân quan đất Việt, dù thác cũng quỷ thần đất Việt chớ bao lìa. Những kiếp gần đây may mắn gặp minh sư cơ truyền Phật pháp của nhân ân đức Phật, lòng đã quảng đại từ bi, hiềm vì nỗi cảnh quốc phá gia vong, mái quyền cơ đã định, lòng thương trăm họ vướng cảnh đồ lao chi xiết, xót thương chúng sanh vạn khổ. Nghĩ lúc còn làm người trong biển tục, lăn lộn chốn mê đồ mà chẳng quản thân, giúp thế cứu dân dòng thân dĩ quốc, huống chi nay cơ màu đà thấu tỏ, sớm chiều hầu chân Phật nghe kinh, ngao du tứ hải dạo thắp tiên bang, cảnh an nhàn của người liễu đạo, muôn ngày vô sự lóng sạch phàm tâm, sao chẳng ngồi nơi ngôi vị hưởng quả bồ đề trường thọ, mà còn lén lỏi xuống chốn hồng trần đang chịu cảnh chê khen. Vì lòng từ ái chứa chan, thương bách tính tới hồi tai họa, Phật Dương Đà chỉ rõ mái diệu quyền chuyển lập hội long hoa, chọn những đấng tu hành cao công quả để ban cho xứng vị xứng ngôi, người đủ các thiện căn để giáo truyền đại đạo, định ngôi phân thứ gây cuộc hòa bình cho vạn quốc chư bang. Thiên Tào Đà xác định khắp chúng sanh trong thế giới, trong cái buổi hạ nguyên này say mê vật dục, chìm đắm trong biển lợi danh, gây nên nghiệp quả lục trời đà trị tội, xét kẻ thiện căn thì ít, người tội ác quá nhiều. Chư Phật mới nhủ lòng từ bi cùng tác vị chân tiên lâm phàm độ thế, trước ra công cứu khổ, sau chỉ rõ cơ quyền khuyên kẻ thế hướng thiện hoài đầu, cải tà quy chánh thì mới mong thiên đình ân xá bớt tội căn, để kiếp đến long hoa chầu Phật, trước biết rõ luật trời thưởng phạt, cùng hữu duyên nghe Phật pháp nhiễm màu kiến diện bậc chân sư, tu hành mau đắc quả, sao làm dân Phật quốc hưởng sự thái bình. Bởi bời đời này pháp môn bế mạc, thánh đạo trăng du, người tâm trí tối đen, đời lắm ma dương khuấy rối, ta là một trong các vị cứu đời ấy, ai liễu đạo nơi quốc độ nào thì cũng phải trở về quốc độ ấy mà trợ tế nhân dân. Vì thể lòng từ bi bác ái cùng thù đáp, những linh hồn đã trợ duyên trong nhiều kiếp giúp ta nương cậy tu hành, nên ngày 18 tháng 5 năm Kỷ Mão ta hóa hiện ra đời cứu độ chúng sanh. Tuy là nhân dân mới rõ pháp mà tưởng rằng ta thượng sát cởi đồng, chứ có dè đâu chuyển kiếp đã từ lâu chờ đến ngày ra trở thế. Nam phương pháp của ta tùy trình độ cơ cảm của tín nữ thiện nam, trên thì nói Phật pháp cho kẻ có lòng mộ đạo quy căn, gây gốc thiện duyên cùng thầy tổ, dưới dùng quyền diệu của tiên gia độ bệnh, để cho kẻ ít căn lành nhờ được mạnh, mà cảm lòng từ bi của chư vị với trăm quan thảm thiết, lê dân lầm than thống thiết, mà lời lành nghe tựa hồ như nhớ như quên, nên kẻ xa xôi từ dân chẳng tới, người láng giềng tiếng kệ nhàm tái, đến trung tuần tháng 8 ta cùng đức thầy mới tá hiểu khùng điên, mượn bút mực tiết lộ lấy thiên cơ, truyền cho kẻ xa gần điều rõ biết ăn năn cải hóa làm lành. Còn kẻ chẳng tỉnh tâm sao đền tội, cũng chẳng trách Phật tiên không chỉ bảo, vẫn biết đời lan xa thống trị phép nước nghiêm hình, dân chúng nếu yêu thương sẽ lắm điều hiềm khích. Nhưng mà ta nghĩ nhiều tiền kiếp ta cũng hy sinh vì đạo, nào quản sát thân,
Kiếp chót này đây há lại tiếc chí thân phàm tục, xong vì tình cốt nhục tương thân cũng ủng hộ chở che cho xác phàm bớt nỗi cực hình. Bạc Liêu ngày 18 tháng 5 năm Nhâm Ngũ 1942, Nam Mô A Di Đà Phật. Chúng tôi xin thay mặt ban tổ chức trên chân thành cảm ơn ông Võ Văn Hiền đã lên đọc lại bài sứ mạng của Đức Thầy, một lần nữa xin trân trọng cảm ơn. Tiếp theo chương trình là đọc lời phiên bổn đạo, tức 8 điều răn cấm. Trong quyển tư Đức Thầy đã dạy: gìn giới cấm sửa tâm ô tạp, niệm Phật thì phải dẹp lòng tà, nhớ từ bi hai chữ ngâm nga, dầu làm lụng cũng là trì trí. Giới luật là nền tảng căn bản cho tất cả tín đồ, mà người tín đồ Phật giáo hòa hảo phải luôn luôn cố gắng gìn giữ. Về phần này, chúng tôi xin trân trọng và giới thiệu kính mời đồng đạo Lâm Thanh Tiền, thành viên ban tổ chức, lên diễn đàn thành lòng đọc lại bài phiên lời phiên bổn đạo. Một lần nữa xin trân trọng kính mời. Rồi, nãy dạch sẵn chưa? Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Lời khuyên bổn đạo 8 điều răn cấm. Khi đã coi giảng thì phải tự xét mình và sửa sang những thói hư tật xấu. Mình làm lỗi thì rứt bỏ và giữ những điều răn cấm sau đây. Điều thứ nhất, ta chẳng nên uống rượu, cờ bạc, á phiện, chơi bời theo đàn điếm, phải giữ cho tròn luân lý tam can ngũ thường. Điều thứ nhì, ta chẳng nên lười biếng, phải cần kiệm sốt sắng, lo làm ăn và lo tu hiền chân chất. Chẳng nên gây gỗ lẫn nhau, hãy tha thứ tội lỗi cho nhau trong khi nóng giận. Điều thứ ba, ta chẳng nên ăn xài chưng dọn cho thái quá và lợi dụng tiền tài mà đành quên nhân nghĩa và đạo lý. Đừng ích kỷ và xu phụng kẻ giàu sang phụ người nghèo khó. Điều thứ tư, ta chẳng nên kêu trời, Phật, thần thánh mà sai hay hoặc nguyền rủa, vì thần thánh không can phạm đến ta. Điều thứ năm, ta chẳng nên ăn thịt trâu, chó, bò và không nên sát sanh hại vật mà cúng thần thánh nào, vì thần thánh không bao giờ dùng hối lộ mà tha tội cho ta, vì nếu ta làm tội sẽ hưởng tội, còn những hạng ăn đồ cúng kiến mà làm hết bệnh là tà thần, nếu ta cúng kiến mãi thì chúng ăn quen sẽ nhiễu hại ta. Điều thứ sáu, ta không nên đốt giấy tiền, vàng bạc, giấy quần áo mà tốn tiền vô lý, vì cõi Diêm Vương không bao giờ ăn hối lộ của ta mà cũng không xài được nữa, phải để tiền lãng phí ấy mà trợ cứu cho những người lỡ đường, đói rách, tàn tật. Điều thứ bảy, đứng trước mọi việc chi về sự đời hay đạo đức, ta phải suy xét cho minh lý rồi sẽ phán đoán việc ấy. Điều thứ tám, tóm tắt, ta phải thương yêu lẫn nhau như con một cha, dìu dắt lẫn nhau vào con đường đạo đức. Nếu ai giữ đặng trọn lành trọn sáng về nơi cõi Tây Phương an dưỡng mà học đạo cho hoàn toàn, đặng trở lại cứu vớt chúng tất cả thiện nam tín nữ trong tôn giáo nhà Phật, lúc rảnh việc nên thường coi kệ giảng mà giữ gìn phong hóa nước nhà, giữ những tục lệ chân chánh, bỏ tất cả những sự dị đoan mê tín thái quá mà làm cho đạo đức suy đồi. Đạo Pháp thường hay dùng giới qua xét người cho tột, xét thân ta. Nếu người rõ phần
một người, người thương ta. Nam mô A Di Đà Phật. Xin thay mặt ban tổ chức, chúng tôi xin chân thành cảm ơn đồng đạo Lâm Thanh Tiền đã lên đọc lại 8 điều răn cấm một lần nữa. Xin chân thành cảm ơn. Để bắt nhịp cầu giao cảm cho buổi thuyết giảng hôm nay, đọc một đoạn sấm giảng thi văn giáo lý của Đức Huỳnh Giáo Chủ. Về phần này, chúng tôi xin trân trọng và giới thiệu đồng đạo Huỳnh Thị Nuôi và đồng đạo Bích Thi lên diễn đàn diễn ngâm lại một đoạn sấm giảng thi văn giáo lý trong quyển 3. Xin trân trọng và kính mời hai đồng đạo lên thành lòng diễn ngâm. Nam mô A Di Đà Phật. Em thanh hiên nguyệt giữa kề, nhìn xem thấy sự não này tâm từ ta nương chốn Phật đàn, dứt tâm chẳng cấu chẳng màng vinh ơi, chẳng hoàn thẹn tính còn mê thêm lời dục phúc gọi về đàn tu, dốc lòng dẹp ngút mây mù đặng diệu ba thánh đường tu lại thay cảng tỏ ấm hao để chuyện hậu thấy vàng sao lọc lừa tu cầu thuận gió qua mưa áo quà phước thừa trời ban, tu cầu thoát chúng gian nan, cầu trong chư quốc chư bang giáo hòa, tu cầu lợi nhà
lành hằng nghe cõi chẳng đừng nắm ngờ xe nếu đoàn mong quyền lập là sắc hương tu cầu chăm họ hiền lương đồng thanh niệm Phật chồng hòa vợ thuận cháu con thảo hiền tâu cầu thoát khỏi xích xuyền vợ kề chân Phật xa miền chẳng gặp đời bình chi xiết bao vui dày mắt nhìn chớ Phật đông dày thành vàng điện ngọc cho thầy đăng Phật pháp khỏi lắm.